Vậy mới livestream xong đó, bây giờ là không thể nào rời màn hình được, tiếp tục ngồi nha cả nhà. Đó, thấy người ta đang phát triển nhiều quá mà mình chưa có phát triển nên mình ngồi mình đợi người ta ngồi đếm từ 1 đến 100 ngàn, mình thì ngồi đếm thì ai mà xem. Với lại là một người YouTuber nổi tiếng nhất thế giới, họ còn làm được những cái điều như vậy, mình không là cái gì hết. Cho nên là mình cần phải nỗ lực, cũng như là mình làm những cái việc mà người khác không làm, thì quả may thì mới có được một cái tín hiệu gọi là phát triển và thành công. Đấy, chứ bây giờ có đi quay bao nhiêu nội dung đi nữa mà nó chưa đủ duyên thì kênh của mình nó cũng lụi tàn cả bạn. Đó, thì bây giờ là kênh cũng đã được 8.000, gần 900.000 rồi đó cả nhà. Đó, em ngồi em tính từng ngày, tính từng giờ. Đó, nó phát triển những cái lượt đăng ký nhỏ nhoi, những cái lượt mà phải nói là đăng ký, phải nói là từng tí một thôi. Nhưng biết làm sao được. Đấy, cho nên là gặp lại cả nhà tiếp. Đấy, đó, hay ồn nha. Đó, coi trên YouTube nó thu vô đây là dính bản quyền nữa, nhạc với lại YouTube dính vô là nó sẽ có bản quyền, mà có bản quyền thì nó rất là mệt. Đó, đó, cho nên là mình phải nói to hơn cái video kế bên nha các bạn, bởi vì YouTube họ đánh dữ lắm, họ đánh từ âm thanh, hình ảnh và tất cả những gì có trên video mà đã có trên YouTube rồi. Mặc dù là mình cũng cố gắng để tránh, để né, nhưng mà có những cái chuyện mà mình không có lựa chọn được, về hoàn cảnh, về công việc. Đó, mình không thể lựa chọn được, bởi vì mình chỉ là một người cá nhân thôi các bạn, mình không có quyền. Đấy, ngồi đây nghe máy bay bay á các bạn. Đó, bây giờ là chỉ còn duy nhất ngồi nghe máy bay bay thôi, ngoài ra không làm gì được nữa. Ở đây gần sân bay cho nên là máy bay bay liên tục luôn các bạn. Cứ 5 phút là có một chuyến bay, 5 phút là có một chuyến bay. Đấy, mình không thể nào làm gì được giờ phút này. Bây giờ chỉ ngồi đếm là 1 đến 1 ngàn, 1 ngàn cho đến 100 ngàn, 100 ngàn cho đến là 500 ngàn, 500 ngàn là đến tới 1 triệu. Đấy, một điều rất là khó. Nhưng mà ngồi đó cái đếm như vậy thì nó cũng không giải quyết được cái gì. Chẳng qua nó cũng chỉ là tạo dựng cho mình thêm một cái niềm tin, cũng như là nó giúp cho mình thêm được một cái gì đó ở trong giờ phút hiện tại, khi mà không có thể làm được gì. Đấy, thì điều đó nó cũng có ý nghĩa, bởi vì không ai làm giống mình. Cho nên là chắc chắn là video này sẽ không bị dính bản quyền 100%. Cho nên là khi mà nó phát triển rồi đó thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ xem lại những cái hành trình mình đi qua. Đấy, cũng như là những cái hành trình này thì hầu hết tất cả các anh em nhà sáng tạo, cũng như là ai mà muốn kiếm tiền trên YouTube đều phải trải qua hết. À, chẳng qua là cái cách đi nó khác nhau thôi, nhưng mà mục đích chính thì cũng vẫn để duy trì một cái hoạt động tích cực ở trên YouTube. Đấy, bởi vậy cho nên là áp lực lắm, nhiều chuyện lắm, không phải đơn giản là muốn làm là muốn nghỉ nghỉ. Đó, các bạn thấy không, làm bất chấp luôn. Hả, xe máy qua đây, xe máy của ông kia không đâu rồi, ông đi đâu rồi? Ủa, xe máy đứng hả? Đó, cả nhà, bây giờ là bắt đầu ồn ào nữa rồi. Ê, ồn ào nữa rồi nha cả nhà ơi. Đâu lít của vợ của anh ấy à? Nói giống như trần xanh. Đó, ồn nữa rồi, cho nên là em phải xuống like nữa cả nhà, thấy không? Bởi vì mình không có quyền lựa chọn, chấp nhận. Bye bye mọi người, gặp mọi người sau nha.